Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Siro Minh, Siro và Thạch Jimmy. Rất vui vì đã được gặp nhau với những clip thì hiện tại đã có mặt tại nơi xóa mờ like của Kisame của mình, của chính quỳ bắp của mình. Thì hôm nay đảm bảo với anh em đây là một clip mà anh em cực kỳ hóng đợi. Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu sử dụng những cái quả trứng bét, bao gồm ở đây chúng ta có Cerberus và Rebecca đấu sĩ. Cái này thì có Megalo và Momonosuke, và cái này thì có bò hỏa tiễn và bay mát. Thì nói chung cái quả trứng A này thì mình sẽ không cần dùng đến, không cần dùng đến là chắc chắn rồi, cho nên mình sẽ tạm thời vứt vào một bên, mình chỉ sử dụng B và C thôi. Ok, chúc anh em ngày vui vẻ như thường lệ, và xem clip nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh đầy đủ ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like, subscribe thì nhấn like, subscribe, đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ thì trước tiên mình sẽ cho cái trái này đi tông đó. Tao dám làm mà chật túi của mình. Rồi, tiếp theo đó là về chuyên mục cây ác ma. Thì hiện tại hoạt động cây ác ma đã có, cho nên mình cần phải dọn dẹp túi một xíu. Anh em đợi xíu nhé, chỉ tầm vài phút là xong. Đầu tiên thì mình sẽ tưới nước cho nó. Mình sẽ dùng bao nhiêu ta? Nói chung là sẽ khoảng 1, 2, 3, 4. Ui, 1000 vạn luôn à. Ui, 1000 vạn berry nha anh em. Mình tưới nước cho nó. Sau khi mình tưới xong, ui cái cây gì thảm vậy trời. Cái ác ma của mình thảm quá anh em ơi. Thì xếp hạng của mình đã được top 9 luôn à. Căng thiệt chứ. Dân chơi gì anh em, tôi top 9 luôn nè. Lúc này là tại vì các thanh niên chưa tham gia đó anh em, chứ nếu không mình không bao giờ được gì đâu. Top của mình nghĩ là nằm ở dưới đây nè. Đây 601 tới 1000 nè anh em. Chính là cái top mà mình xứng đáng nhận được. Ok. Lần đầu tiên mà trong cuộc đời mình lên được top 9. Chán thiệt. Hồi xưa một lần mình tham gia cái ác ma này mình tận tới già luôn là lấy cái top 50. Chia sẻ luôn, lấy top 50 để mình lấy cái trác quỷ gì á. Cái túi trác quỷ thôi. Mình đã cống hiến hết vàng và hết cả quặng luôn, quặng bạc, quặng sắt đồ đó. Đây đây, ví dụ như đây nè anh em. Đây. 400 mấy 1400 quặng sắt đồ, 4900 gì quặng đồng nè, nói chung mấy cái này mình quăng vô hết, mình vứt hết luôn. Ui, ông râu trắng này cũng cống hiến cái ác ma được nữa hả? Giờ mới biết luôn anh em. Ngon, lại có cái để dẹp túi. Thì nói chung là như vậy, cho nên là mình đã dồn hết vô và cái kết là mình đến cái phút cuối. Tâm sự luôn là tới phút cuối lúc mà gác ma chuẩn bị kết thúc thì các dân chơi bắt đầu đua top và mình bị ngu người và mình bị rớt top, rất đau thương. Sau lần đó thì nói thiệt là mình không bao giờ dám chơi gác ma lần tiếp theo nữa. Cho nên bây giờ có đồ nào cống hiến thì cống hiến thôi. Còn lại thì mình không bao giờ kiểu mà chơi chơi lớn, không bao giờ kiểu gọi là máu anh em, gọi là chơi hết mình vô cái này thôi. Không không, đừng bao giờ. Đừng bao giờ anh em, mình khuyên anh em luôn, đừng bao giờ. Một cái bản vẽ này được nhiều 5000 hả? Thôi kệ cho vô luôn đi. Cái tịnh hóa này là trái gì ta? Mà lấy ra đi, biết đâu khi nào cần thì sao anh em? Biết đâu đến lúc cần nó thì sao đúng không? Nhiều đây thì mình sẽ quyên góp được 38000 nè. Ui, thanh niên chưa gì, thanh niên top 1 là 500000 rồi, vãi thật. Thôi thì tạm thời cống hiến mấy cái danh hiệu này đã. Rồi, như vậy là xếp hạng của mình từ top 10 bây giờ lại top 9. Hay quá là hay. Một ông rau trắng này có trị giá là 50000. Trời ơi. Phê loài. Ồ, ngon nha anh em. Nói chung là ông rau trắng bây giờ cũng hết cái... Thôi, được rồi. Clip này quyết định là khoan sử dụng chiếc bét nữa. Chúng ta sẽ... Nội dung chính của chúng ta sẽ là cái ác ma đi ha. Tại vì mình thấy đang cái ác ma đang hấp dẫn quá đây nè. Cực kỳ hấp dẫn luôn anh em. Cho nên mình quyết định là... Ui, mấy cái vàng này cũng bắp. Chắc mình có khi mình cũng hiến hết luôn á. Được nhiêu ta? Ui, được 6000 thôi hả? 6000 thì hơi cùi nha. Thôi, để dành cường quá từ từ cũng được. Bên chân 2 thì chúng ta không có gì cả để cống hiến. Cái hoàng kim liên điệp này cũng khá là ngon nè. Một cái 30k này. Ồ, nhưng mà cái này sau này nếu mà tích lũy lên trăm mạnh thì cũng ngon đúng không? Ủa đâu phải. Cái này là nguyên liệu để ghép cái gì đến đâu phải trăm mạnh đâu. Ghép lên cái trái quỷ sao á. Chân 3, chân 4 rồi hết rồi. Như vậy là chúng ta bây giờ mình chỉ có thể cống hiến râu trắng thôi. Và mấy cái linh thạch vũ trang này là cái gì đây? Thành quả mới của khoa học hả? Ôi, cho vô luôn đi. Cái này mình không cần lắm. Nó cũng chỉ làm chật túi mình thôi anh em. Cho nên cống hiến luôn. Được 53000 luôn à. Căng vậy. Vậy xếp hạng của mình đã tăng lên top. Vẫn là top 9 luôn anh em. Buồn thiệt chứ. Rồi bây giờ mình vứt ông rau trắng cho đi ha. Một ông rau trắng này có trị giá là 50000 đồng anh em. 50000 điểm. Nói chung ông rau trắng chỉ có trị giá 50000 điểm thôi. Nhưng mà điểm cao đó chứ. 50000 là hơi bị cao đó. Mình có khá là nhiều ông rau trắng. Trong kho mình còn cả mớ nữa cho nên thôi. Quyết định là mình sẽ dứt một ông trước xem sao. Sau khi mình dứt một ông xong thì xếp hạng mình đã tăng lên. Ủa cái gì? Không những không tăng mà còn bị giảm xuống top 10 nữa. Vãi thật. Để mình coi top 10 coi. Đây top 10 là mình nè.
Top 9 là đang 184k, có nghĩa là bây giờ mình quất thêm ông râu trắng nữa là mình sẽ lên được top 9 hả? Ui, quân là top 10, thanh niên này lại tăng lên nữa rồi. À đù, mấy thanh niên này định chơi mình à. Đấy, lên top 9 chưa? Ôi, top 8 luôn, chứ láo với mình sao được anh em. Nhưng mà nói chung là mình chơi cho vui thôi, chứ cũng không máu chiến làm gì. Tại vì ông râu trắng thì mình có dư thừa nên thôi mình sẽ quăng hết vô luôn nha. Ok. Nói chung là khá là nhiều, râu trắng thì mình khá là nhiều. Với lại bây giờ thì râu trắng cũng không làm gì nữa. Hồi xưa thì còn có hoạt động đổi thưởng bằng mảnh râu trắng, bây giờ thì chắc hết rồi. Với lại bây giờ râu trắng này mình cũng đã ghép lên rồi anh em, cho nên là cũng không có cách nào đổi được. Nên thôi, cống hiến cho các ma luôn. Thử một lần cống hiến nhiều nhiều nha anh em, xem thử coi được có được gì không. Đó, top lên. Lên top 1 luôn mới vãi lên chứ anh em. Lần đầu tiên được top 1. Trời ơi, cảm giác nó sướng. Nói chung là anh em nào muốn 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 trải nghiệm cái cảm giác top 1 á thì anh em cứ vô cái thời điểm mà lúc mà cái hoạt động cái ác ma vừa xuất hiện á, hoạt động vừa xuất hiện nha anh em, là đảm bảo là chắc chắn là nó anh em sẽ cống hiến vô anh em sẽ được top 1, đặc biệt là cống hiến nhiều nhiều như mình á. Đó, bây giờ rớt xuống top 2 nè, thấy không? Cực kỳ ghê. Thôi nói chung là sướng rồi anh em. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình mà cái ác ma được top 1, trời ơi, nó hạnh phúc. Nó sung sướng mà không thể nào mà diễn tả được. Mỗi ngày thì chúng ta ủa cái gì? Mình nhớ mỗi ngày chỉ được một lần cái này thôi mà ta. Đúng rồi, mỗi ngày chỉ được một lần vậy thôi cho nên là không được nha. Về quyên góp vật phẩm thì giờ hết vật phẩm rồi. Túi của mình cũng đã rộng rãi rồi cho nên mình không quan tâm nữa. Mình đã được một lần trải nghiệm cái cảm giác top 1 của các ma, nó rất là sung sướng, rất là mãn nguyện rồi, mình không cần gì thêm. Ủa vậy là túi lựa chọn best này cũng không được cống hiến luôn hả ta? Kỳ vậy. Cái túi này ngon thế mà không cho cống hiến nhỉ. Rồi giờ mình sẽ sử dụng mấy cái hộp này. Túi cờ sơ cấp hả? Thôi kệ đi, tạm thời cất đây đi ha. Rồi, thấy chưa anh em, túi mình giờ hơi bị rộng rãi luôn, cực kỳ rộng rãi luôn. Ủa. À đúng rồi, nãy nâng lên cái kia rồi. Nói chung là rất là sung sướng anh em. Bây giờ túi mình hơi bị rộng rãi đó. Rồi con bảy mà nó rau trắng rồi nè anh em. Buồn cười vãi. Chung nhắc tới ông rau trắng là mình thấy buồn cười. Để mình coi trong kho mình còn ông rau trắng rồi ông đem ra cống hiến luôn cho rồi. Đây. Bây giờ là trong đây cứ có ba ông thôi hả? Ok, ba ông thì dứt luôn đi cho nó đỡ chật túi. Đằng nào thì bây giờ hoạt động đổi mảnh rau trắng cũng không còn trở lại nữa mà. Thôi thì chiến thôi. Coi như là dẹp túi anh em. Ủa mình nhớ mình lấy ra ba ông mà ta. Ủa nhớ mình lấy ra ba ông mà sao giờ còn có hai ông vậy? Adu, mình cứ tưởng bị mất một ông rồi chứ. Rồi tiếp tục bay vào cống hiến chơi anh em. Bây giờ cống hiến chơi chứ để làm gì? Giờ rớt top 2 rồi hả? Ôi ông nội kia, ông nội CL Blood. Hình như cũng trong con hỏi mình hay sao á, tên có chịu Blood mà không biết phải không? 900k luôn, ai chơi nổi trời. Này vậy là mình thêm được 150 nè. Cũng không được bao nhiêu, nói chung cũng không lên top 1 nổi đâu. Đấy, vẫn ở top 2 thôi nha anh em. Tuy nhiên thì áo quân, nói chung là áo quân là cũng sung sướng rồi. Rồi, túi rộng rãi rồi, giờ thoải mái, nói chung là đi đánh khóa bạn lấy thẻ bài các thứ, nói chung thoải mái, không bao giờ sợ chật túi nữa anh em. Rất là phê. Vào bảo thạch nhất nhấp một cái nhận nhanh luôn nè anh em. Đấy, một đống luôn. Phê chưa? Quá phê luôn. Nâng cái ngọc sinh mệnh đây coi. Có 10 triệu kinh nghiệm đây luôn nè, ghê thiệt chứ. Ok. Như vậy là cái ác ma đợt này khá là vui, tại vì mình đã có được một lần trải nghiệm top 2. Bây giờ thì nói chung là mình định là sử dụng mấy con bét này, nhưng mà clip hôm nay nó bị câu kéo thời gian quá rồi anh em, cho nên là mình chắc là không thể nào mà không thể nào mà làm thêm được nữa đâu, cho nên hẹn anh em clip sau vậy. Cái này điều mình cũng không muốn đâu, có điều tại tại cái ác ma nó làm mình kích thích quá cho nên mình mới vậy đó. Bây giờ mình sẽ cất một số thứ này vào kho. Đấy, nói chung mấy cái thứ này là thứ dư thừa thôi. Mạnh con dấu chính phủ vượt 4 mạnh hả ta? Vậy là chắc là mình cũng đã được 100 mạnh rồi chứ đúng không? Cất này hết đường luôn. Chả biết luôn, không biết tại sao mình lại dư được 4 mạnh nữa. Đây, mình có hai con dấu. Con dấu này cũng cống hiến vô được nè. Nhưng mà thôi cống hiến làm chi, để dành đi. Sổ tay mình cũng có hai cái này hình như cái 100 ngàn để cống hiến luôn á, rất là nhiều nha. Ở trong đây thì chung là cũng còn rất là nhiều thứ cống hiến gác ma được á, nhưng mà thôi cũng chả thèm làm gì. Đây là một cái túi ký tên cũng khá là lâu đời rồi, thôi mình lấy ra đi, lấy ra mình
Mở luôn đi. Đấy, mở ra nói chung là được địa hạt Haki. Với lại Haki Bá Vương và một số cái hải hồn. Đấy, cũng không có gì đặc biệt. Nãy quên chụp cái tấm hình kia rồi. Nãy mình quên chụp tấm hình kia rồi, đen quá à. Quên chụp anh em, quên chụp mất. Thôi kệ không sao. Rồi, cất được thêm trái ác quỷ vô đi cho đỡ chật túi. Rồi bây giờ mình sẽ mở thử cho anh em xem 11 bánh trung thu trà xanh đi ha. Mình có 11 bánh trung thu trà xanh nên thôi mở đi ha. Chung là làm gì đó nó vặt vảnh cho nó hết clip đi. Clip này định là sử dụng bếp nhưng mà cái ác ma này thiệt tình á, làm cho mình mất thời gian, quá là mất thời gian. Chắc rớt top 3 top 4 rồi đó anh em. Nhưng mà nói chung top càng cao thì điểm cống hiến ra được nhiều thôi, nên nó cũng tốt thôi, cũng không có gì gọi là hại cả. Ôi vẫn top 2 à, cái cây của mình nó đã phát triển rồi nè anh em ơi. Nó đã lên mầm xanh rồi nè. Chán thiệt chứ. Không ngờ mình còn có một ngày mà đứng ở trên cái bảng này, được nằm trên cái bảng này, thậm chí là nãy còn được top 1 nữa. Đắng lòng thiệt, khó hiểu thiệt. Ồ, nãy quên chụp lại tấm hình là mình nằm top 1 ha, thiệt luôn á. Sao ngu người thế nhỉ, chán thiệt. Giờ không có cái hình để ghép, chán thiệt. Ok, cái bánh trung thu trà xanh này mở được điểm chiêu mộ thì ngon nè, cho nên bây giờ mình sẽ mở thử coi. Cái đầu tiên 5.000 tinh linh thạch luôn hả, ghê vậy. Bây giờ anh em rất là ngon luôn nha, 5.000 tinh linh thạch luôn ấy, 200k là đủ nhấp cái này rồi nè, lên cấp liền, thấy chưa, ngon lành liền, lên một tinh bàn mới liền, quá dữ. Ok, lên được thêm 3 phát nữa. Thấy chưa? Anh em thấy ngon chưa? Ui, lực chiến là 444 luôn anh em. Căng thiệt, quá căng cho một cuộc tình. Rồi, bánh trung thu thứ hai coi. Bạn vẽ trái thần bí, quách tỏ héo. Ủa? Bạn vẽ trái thần bí là đâu? Ở đây đúng không? Ủa? Này là mạnh bản vẽ hả? Ờ, đúng rồi. Tôi tập độ 100 mạnh là ghép được cái bản vẽ cái thần bí, trời ơi là trời, nghe thấy oải rồi anh em, mới được 2 mảnh à. Không biết bao giờ mới được 100 mảnh nữa. Tiếp theo đám kim hoàng mỹ nhân 1 200 điểm chiêu mộ, yeah đúng cái mình cần. Nói chung thì chiêu mộ Sabo anh em đừng có nhìn thấy, đừng để lát mình nói chi tiết cho anh em xem. Lại 20 điểm chiêu mộ, trời ơi quá sung sướng. 200 điểm nữa là ngon, 200 điểm nữa mình giờ mở 200 điểm, 200 nữa là mình được một mảnh của Sabo. Tiếc là không được rồi, được 400 mà. Trái kinh nghiệm tràn đầy. Trái kinh nghiệm tràn đầy. Trái kinh nghiệm tràn đầy. Bánh trung thu đoàn viên hả? Ui, hai giống trung thu đoàn viên luôn nè. Là được vàng á anh em. Cái này mở được 50, 100 hoặc 200. 50. 50 trời ơi. Nó không ráng lên được 100 đi trời ơi. Đây, nói mà nói chi tiết về thằng Sabo cho anh em xem, tại vì rất là nhiều anh em thấy thằng Sabo như thế này. Vào chỗ Sura thì anh em thấy là như thế này, thằng Mingau là cần 22 cấp, trong khi thằng Sabo chỉ có 15 cấp thôi. Anh em nghĩ thằng Sabo chỉ có 15 cấp, thằng trong khi thằng Mingau 22 cấp, thì anh em nghĩ là cái thằng mà nhiều cấp Haki thì nó sẽ mạnh hơn, thì nó sẽ khó hơn, còn thằng Sabo 15 cấp thì nó dễ kiếm hơn. Nhưng mà anh em nhầm rồi, mình thề anh em luôn, anh em nhầm rồi. Hai cái đứa này á, đều cùng một cái điểm giống nhau, đó là cần thu thập 2 nguyên liệu. Thì thằng Minh Gâu á, cần 2 nguyên liệu, đó là một là cái con dấu chính phủ, cái con dấu chính phủ đó thì tham gia hoạt động là được, với lại cái mảnh của đại, thằng Sabo thì nó là mảnh của đại đồng tâm, cái đó thì cũng tham gia hoạt động được. Nhưng mà mình thề với anh em luôn, cái quân đại đồng tâm nó khó kiếm hơn cái dấu quân chính phủ nhiều. Đây dấu chính phủ nè anh em, thấy không, mình dư thì mình dư tới 2 con luôn, thậm chí lần con mình chưa mỗi hơn Minh Gâu nữa, giờ là thậm chí là 3 4 con rồi đó, mà mình cống hiến vô cái ác ma mấy con nữa rồi đó. Cái con này anh em chỉ cần tham gia đại chiến vượt ải là có tầm bao nhiêu mảnh đó. Còn cái quạt, còn cái mảnh của đại đồng tâm nha, anh em phải tham gia hải tặc chiến đấu. Đây là anh em sẽ có quyền đồng tâm, nhưng mà với điều kiện anh em phải top cao. Anh em thua ở cái vòng ngoài đây, ví dụ như mình thua vòng ngoài mà anh em được mấy cái hạng dưới dưới này thì làm sao mà anh em được huynh đồng tâm. Ít nhất anh em cũng phải được hạng 11 đến 20 thì được 5 mảnh. Đấy, rất là khó luôn nha. Cái này như kiểu là rất là nhiều người mạnh luôn, anh em đi rất là khó, trừ khi tổ đội của anh em 3 người là tổ đội mạnh thì mới là nhiều được mạnh ngon. Ok anh em, đã quay trở lại, hồi nãy mình có xíu việc,
Và là mình đang nói tới đâu rồi ta? Hình như là nói tới cái vấn đề về những cái mạnh này đúng không? Thì như mình nói hoạt động này thì đi rất là khó, trừ khi cái tổ đội anh em ba người mạnh thì sẽ được hạng cao, mà hạng cao thì sẽ được mạnh cao, mạnh nhiều, đơn giản thôi. Thì nói chung là mình có tham gia rồi cho nên mình biết, cho nên mình mới nói lại chứ không phải là mình không biết mà mình nói đâu. Cái này thì nói thiệt anh em muốn mà được nhanh á, nói chung là có người kéo, cái này hoạt động này có người kéo là anh em sẽ được nhiều mảnh, mảnh ngon đó thì anh em sẽ được nhanh thôi. Nói chung là cái về cái mảnh thì mình không nói nữa, nhưng mình bỏ qua đi, không quan tâm, tại vì đó đi thì cũng được thôi. Và cái nguyên liệu còn lại để chiêu mộ của thằng Minh Gâu á thì nó là cái lệnh triệu tập đòi lại Minh Gâu. Thằng này chỉ có 20.000 điểm chiêu mộ là anh em có cái lệnh triệu tập và anh em thể chiêu mộ thằng Minh Gâu rồi đó, cộng thêm cái con dấu chính phủ như mình nói đó, 20.000, anh em nhớ chính xác với mình con số là 20.000 nha. Còn thằng Sabo đây nó không có cái lệnh triệu tập, nó phải chiêu mộ từng mảnh 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 nha anh em, 100 mảnh mới được, nhưng mà một mảnh là 602, thì anh em lấy 602 anh em nhân 100 đi, nó ra tới 60.000, trong khi thằng Minh Gâu có 20.000, thằng này 60.000 chưa tính số lẻ nữa. Con số chính xác là bao nhiêu biết không? 60.200, anh em phải tốn thêm cái 200 là sau nữa, gấp 3 lần, gấp 3 lần như vậy đấy. Thì anh em giải thích thế nào về cái việc mà anh em nói là thằng Sabo ít cấp Haki hơn nên nó dễ kiếm hơn? Sai lầm hoàn toàn nha. Ok, thì nói chung là mình cũng đang cố gắng để chiêu tập Sabo để cho anh em xem đây, cho nên là chắc là khoảng tầm năm sau, chắc hết năm sau, không hết năm sau thì hơi quá, nhưng là năm sau, trong thời gian năm sau á, chắc chắn là trong năm sau mình sẽ có Sabo, hơi lâu một xíu, tại vì như mình nói thì cái chiêu mộ này nó lâu quá, nó nhiều điểm quá đấy, người ta mình mới được có 16k. Đổi hết cái này thì mình được có, ui cái này nó không có giới hạn hả ta, lấy 16.000 chia cho 602 thì mình mới được khoảng tầm 26 mảnh thôi, 26 mảnh cộng thêm ở trong kia nữa thì nói chung là chưa được nửa đoạn đường nữa, nhưng còn rất là lâu, cho nên là mình còn phải tích góp từng ngày thôi, tích góp từng ngày. Ủa cái gì đây, Buntico đã nhận được bò hỏa tiễn, tôi đã nhận được Momonosuke, what the hell, con bò hỏa tiễn với lại con Momonosuke là cùng là bếp phụ thì phải đúng không ta? Oh my god, thế mà thanh niên này nhận hai con luôn à, thanh niên này chơi lớn vậy. Ok rồi, được rồi, không sao, nói chung là kệ nó. À, đây rồi, clip mình hôm nay đến đây thôi, cảm ơn em đã theo dõi clip của mình nha. Nói chung mình định là hôm nay sử dụng best, nhưng mà về cái cây ác là mình điên đảo quá, và cuối cùng thì mình cũng có cảm giác được top 1, bây giờ vô chắc có khi là mình đang top 10 rồi đó. Ui top 3 hả, nói chung là cứ giảm dần dần này tốt rồi ha. Từ giờ tới tối xuống top 10 là vừa đẹp. Ý sao cái này nó chật quá vậy. Đó, chú đem nghe vui vẻ và xem clip nhớ like video, subscribe để kênh đầy đủ ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhấn like, subscribe. Anh em nhớ để lại ý kiến của anh em về những cái điều trong clip nha. Em cảm thấy thích thú và hứng khởi với cái điều gì thì để lại comment. Ok.